rủ nhau điện hóa. Đến lượt Mercedes-Benz Việt Nam chốt lịch tung siêu phẩm điện EQS. Dòng xe điện EQS đến từ thương hiệu xe hơi sang trọng Mercedes-Benz sẽ được ra mắt chính thức tại Việt Nam vào ngày 28 tháng 11 tới đây theo hình thức trực tuyến. Sau những thông tin về sự xuất hiện của một số mẫu xe điện bình dân như VinFast VF E34 hay Kia EV6, thị trường xe điện Việt Nam sắp tới sẽ tiếp tục đón nhận màn ra mắt của một siêu phẩm đặc biệt. Đó chính là mẫu sedan chạy hoàn toàn bằng điện EQS, đến từ thương hiệu xe hơi sang trọng Mercedes-Benz. Sự xuất hiện của Mercedes EQS sẽ giúp định hình cho phân khúc xe điện hạng sang, vốn đang khá mờ nhạt khi chỉ có một số cái tên được góp mặt, như Tesla X hay Porsche Taycan. Theo đó, mẫu xe điện sang trọng Mercedes-Benz EQS sẽ được chính thức giới thiệu tới khách hàng vào ngày 28 tháng 11 thông qua hình thức trực tuyến. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động 4 ngày của Mercedes-Benz Việt Nam, nhằm giới thiệu các dòng sản phẩm mới tới khách hàng, với một số cái tên tiêu biểu như S-Class, Maybach, và những mẫu xe hiệu suất cao của AMG. Ngoại thất của Mercedes EQS được tạo hình theo phong cách đến từ tương lai, mang phong cách thiết kế của những mẫu sedan Line Coupe. Ấn tượng nhất ở khu vực đầu xe chính là lưới tản nhiệt có thiết kế liền mạch, nhưng vẫn được tạo hình dạng lưới, tương tự những mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong. Liền kề với lưới tản nhiệt chính là cụm đèn chiếu sáng ở hai bên, được kết nối với nhau thông qua dải đèn LED chạy chính giữa. Ở phía sau là sự nổi bật của cụm đèn hậu dạng 3D có tạo hình xoắn ốc. Ngoài ra, dải đèn LED vắt ngang nối giữa hai cụm đèn hậu cũng là điểm nhấn nổi bật cho phần đuôi của chiếc xe điện này. Nội thất của Mercedes EQS được thừa hưởng khá nhiều từ những người đàn anh sang trọng, nhưng được pha trộn thêm những công nghệ và tính năng hiện đại hỗ trợ người dùng. Trong đó phải kể đến cụm màn hình trải dài trên bảng tablo, có kích thước lên đến 55 inch bao gồm màn hình hiển thị thông tin sau vô lăng, màn hình giải trí trung tâm và một màn hình dành riêng cho hành khách bên ghế phụ. Tất cả các nút bấm chức năng đều được tích hợp vào hệ thống màn hình này, giúp loại bỏ hoàn toàn những nút bấm vật lý để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho người sử dụng. Được biết Mercedes-Benz Việt Nam sẽ phân phối hai dòng sản phẩm của EQS gồm EQS 450+ và EQS 584-matic. Điều này giúp cung cấp hai tùy chọn động cơ cho khách hàng với khả năng vận hành khác nhau. Cụ thể, EQS 450+ được trang bị một động cơ cùng hệ dẫn động cầu sau cho công suất 329 mã lực. Trong khi đó, EQS 584-matic được trang bị hai động cơ cùng hệ dẫn động 4 bánh 4-matic, giúp sản sinh công suất 516 mã lực. Cung cấp năng lượng cho hai khối động cơ này là hệ thống pin 107,8 kW, giúp xe có thể di chuyển 770 km sau mỗi lần sạc. Ngoài ra, Mercedes cũng bổ sung thêm một tùy chọn pin 90 kW có giá rẻ hơn, với khả năng di chuyển sau mỗi lần sạc đạt 640 km. Video đến đây là hết. Nhớ bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức và video mới nhất tại Thế Giới Xe 360.